Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay thì May sẽ làm một cái video mà chắc là mọi người đã request từ rất lâu rồi. Đó chính là làm sáng da mặt của My. Và bây giờ là buổi sáng, bây giờ là 7:06, My vừa mới dậy và đang chuẩn bị skincare và makeup sơ sơ để đi làm. Và chúng ta hãy xem skincare routine vào buổi sáng của My có gì nha. Vào buổi sáng thì da My hơi nhạy cảm một xíu nên thay vì xài sữa rửa mặt thì My sẽ sử dụng xịt khoáng. Như các bạn đã thấy thì My có một cái vết mụn ở đây. Nhưng vì cái vết mụn này là vết thương hở nên My sẽ xài cái Ali Patch này. Cái này là của Dr. Wonder. Cái điều mà My thích của cái này á là nó có hai size, một size là 10mm với một size là 12mm. Và nó siêu dính luôn. Nên là mình có, mà nó trong suốt nữa, nó trong hơn tất cả các loại dáng mụn khác. Thường thường dáng mụn khác như loại của cái này là của CosRx, là nó hơi vàng hơn cái miếng của Dr. Wonder. Cái này nó trong suốt và mọi người có thể sử dụng khi đi làm thì nó không có bị lộ quá. Và cái thứ hai là nó siêu dính luôn. Ở bên ngoài nó có một cái lớp mỏng nữa. Thì cái lớp mỏng bên ngoài nó sẽ dính hơn là cái lớp bên trong, làm cho nó bám vào da mặt mình lâu hơn. Đối với những cái mụn mà mụn hở như ngày hôm nay thì My sẽ sử dụng cái này. Và khi nào mà nó lành cái vết da rồi á thì My mới bắt đầu skincare lên cái vết đó. Tại My có da nhạy cảm nên My rất là sợ bị dị ứng. Bước tiếp theo thì My sẽ sử dụng toner. Và toner ngày hôm nay My sử dụng là Whitening Toner. Bình thường thì My hay sử dụng trọn bộ dưỡng trắng của một hãng nào đó. Vừa rồi thì tầm tháng 1 năm ngoái, một tháng 1 năm nay thì My sử dụng trọn bộ của Sun 37. My rất là thích nó làm mờ đi cái vết tàn nhang trên da của My. Nhưng mà cái đó nó hơi dính một xíu nên là My đang thử cái sản phẩm whitening này của Nasifix, hãng mỹ phẩm thiên nhiên từ Hàn Quốc. Và những cái ingredient đó lúc mà My đọc ở trên mạng thì nó cũng toàn là từ cây và không có paraben, không có cái những cái chất mà My đã bỏ từ lâu rồi nên My rất là thích. Và cái giá cả nó cũng rất là phải chăng. Cái này thì My được gửi tặng, nhưng mà My thấy ở trên Tiki thì nó tầm khoảng 400-500 ngàn một chai thôi nên thấy rất là hợp lý. Và My sẽ sử dụng tay. Và mọi người đừng quên là phải rửa tay trước khi skincare nha. Vì mình mới đi tắm ra nên là mình không có rửa lại tay nữa. Thường thường vì cái vùng T-zone của mình á, nó là dầu nên mình chỉ áp lên vùng T-zone một lần thôi. Và những cái vùng như là má và ở hai cái bên này mình hay bị khô thì mình sẽ dùng hai lần toner. Cái này thì mình cho mọi người coi cái texture của nó rất là nước á, nhưng mà nó lại có một cái độ ẩm nhất định. Khi mà mọi người lên thì cái da nó sẽ bóng bóng như không có kìa. Và cái sản phẩm thứ hai My sử dụng thì cũng là trong cái bộ whitening này luôn. Trong bộ whitening thì My được gửi 3 sản phẩm. Thì hai cái sản phẩm này My xài được 2 tuần hơn rồi và da My không có bị kích ứng gì hết. Cái này là do My bị nổi, My bị mụn ẩn xong rồi My nhặt ra nên là cái vết nó hơi bị kinh một xíu, tại vì chốc hết da thì nó mới ra cái mụn. Và buổi sáng thì My sẽ sử dụng essence. Và buổi tối, nói chung á là cái routine của My á, My chia ra là buổi sáng My sẽ sử dụng nghiêng về dưỡng trắng, còn buổi đêm á thì My sẽ sử dụng nghiêng về dưỡng ẩm. My quên mất giải thích vì sao những sản phẩm chứa vitamin C lại sử dụng hiệu quả hơn vào buổi sáng. Đó là vì như bên trái đó là những gốc tự do và nó thiếu hụt electron. Và trong những cái chất có chứa vitamin C thì nó lại cung cấp cái electron thiếu hụt đó. Như thế thì nó sẽ bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do và cũng tăng cường tính chất bảo vệ của kem chống nắng mà tụi mình đang sử dụng. Và My cũng quên nói với các bạn rằng ngoài morning routine dưỡng trắng thì My sẽ tẩy da chết 2 lần một tuần bằng enzyme của Amo Pacific hoặc sử dụng máy rửa mặt. Và đây là routine rửa mặt và tẩy da chết hàng tuần của My. Ok, và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với video nha. Tại vì ban đêm thì những cái thành phần dưỡng ẩm á, nó được thẩm thấu sâu hơn trong da. Thành phần ở trong cái sản phẩm Nasifix thì đến từ thiên nhiên nên là My rất là yên tâm, da sẽ không bị
thích ứng á. Và cái thành phần đầu tiên đi để trong cái này là nó có bambusa, thì nó là chất chống oxy hóa. Và cái thành phần giúp dưỡng trắng là từ vitamin C từ chanh, thì nó giúp sáng da và màu thâm. Đây mình có một cái vết thâm do mi bị mũi cắn, nên là mình xài cái này được 2 tuần. Mình bị mũi cắn ở đây cỡ chưa được 1 tuần nữa, nhưng mà cái vết này nó đã mờ khá khá rồi. Và nó có niacinamide là tăng độ đàn hồi cho da, và nó cũng có HA để cấp ẩm. Cái này thì HA trong này thì nó sẽ không nhiều bằng cái skincare routine buổi tối của mi, nhưng mà nó cũng sẽ cấp ẩm cho ban ngày. Thì sau cái bước này, nếu mà mọi người có thích xài kem dưỡng ẩm nữa thì mọi người có thể xài, hoặc là nếu mà không thích thì cũng được, tại vì ở trong này nó cũng có thành phần dưỡng ẩm. Trong lúc đợi cái này khô thì mi sẽ lấy cái dưỡng ẩm ra. Đây là hai cái dưỡng ẩm mà mi thường xài. Đối với những cái hôm nào mà mi chỉ ở nhà không, mi không có đi ra ngoài nắng hay là không có đi làm, thì mi sẽ xài cái này. Cái này là Daily Moisture của SkinCeuticals, và cái này là nó giúp cho lỗ chân lông nhỏ lại. Cái này nó để lại cho mình một cái lớp bóng rất là tự nhiên, nên là thường thì mi hay sử dụng cái này vào cuối tuần lúc đi chơi, thì mi không cần sử dụng primer nữa. Nhưng mà vì trong tuần thì mi xài kem chống nắng nó cũng khá là bóng, nên là mi sẽ không có sử dụng cái này, mà mi hay sử dụng cái SoSkin này. Cái này thì mi mới mua, mi xài được tầm 4 tuần. Mi mua ở Watson hả? Và cái sản phẩm này là mua một chai cho thứ hai chỉ có 1.000 thôi, nhưng mà tại vì cái mùi nó rất là thơm nên mi đã thử. Cái này nó rất là mỏng nhẹ. Bình thường á, đối với moisturizer thì mi sẽ lấy ra tay. Cái này nó thẩm thấu siêu nhanh luôn, cái moisturizer này. Và cái mùi nó rất là nhẹ nhàng. À, đối với hai cái sản phẩm hồi nãy mình sử dụng thì là không có mùi. Còn cái SoSkin thì nó có mùi hơi trà xanh, hơi kiểu bạc hà một xíu á. Nhưng mà nó rất là dễ chịu, giống như là đi spa vậy đó. Cái này thì cũng là từ những cái thành phần từ thiên nhiên, thảo dược này nọ, nên là mi rất là thích. Xong với moisturizer thì mình sẽ tới bước sunscreen. Sunscreen mình sử dụng là Superbook. Cái này là có SPF 50. Đây là lượng sunscreen mình thường lấy, thì nó khoảng bằng 1 đồng tiền. Cái sunscreen này á, thì nó rất là bóng. Superbook thì mình thấy nó có rất là nhiều loại sunscreen, cái loại mà cũng màu vàng luôn á, nhưng mà là cái chai nhỏ hơn một xíu, thì là nó giống như là cái primer vậy đó. Nó làm cho, nó làm từ silicone đó, nên là mấy cái vùng mà các bạn bị lỗ chân lông hay là bị dầu á, thì nó sẽ che đi, nó làm mờ đi rất là tốt. Và nó cũng có cái loại đó mà mắt mà cái nắp nó màu xanh á, thì nó sẽ có một chút tint, thì bạn mới xài cái đó thấy là cũng ok. Mi xài các loại silicone đó thì mi lại không thích, tại cảm thấy nó hơi bị, nhưng mà nó nằm ở trên da mình nữa, chứ không phải là kem chống nắng. Nên là mi xài một chai rồi, nhưng mà mi không có mua lại, mà mi mua loại cái loại bóng bóng này. Và nó không có bị white cast lên mặt, nên là nhìn nó rất là tự nhiên. Sau khi xài sunscreen xong thì mi sẽ chơi khuyết điểm. Buổi sáng thì mi hay có quần thâm ở đây. Mi vừa xài hết cái chai Doctor, ông nhầm cái chai gì đó, CC Cream của Vanilla Co rồi. Hôm nay thì mi sẽ thử cái chai mà Narcissus gửi tặng mi. Cái này thì mi chưa sử dụng bao giờ hết, nên là cái này sẽ là honest first impression về cái sản phẩm này. Cái này nó cũng có cái pump giống như là cái CC cream mà không muốn mi sử dụng. Mi rất là thích cái nào mà nó có pump, tại vì nó rất là hygiene, nó rất là sạch. Cái này nó khá là bóng mọi người. Cái này là nếu mà mi xài cái sunscreen lúc nãy là nó hơi bị bóng quá rồi. Đây là tay của mi sau khi có tone up và không có tone up. Cái này thì nó đúng là kiểu glass skin của Hàn Quốc á, nên là nếu mà các bạn xài cái sunscreen như mi lúc nãy thì nó hơi bị dầu quá. Nên là nếu mà các bạn nào có ý định mua cái tone up cream này thì mi nghĩ là nên xài sunscreen mà cho da dầu á, nó sẽ tốt hơn. Hoặc là bạn nào mà da khô mà kiếm một loại tone up cream hay là CC cream dành cho da khô thì cái này sẽ là một sự lựa chọn rất là ok. À, quay lại với cái routine của mình thì bình thường mình sẽ trộn CC cream, BB cream hoặc là tone up cream như thế này cùng với các concealer. Dù nó khá là bóng, dù da mình nó đang rất là bóng rồi, nhưng mà lúc mà lên thì nó cũng rất là tự nhiên.
Mi rất là thích cái toner cream này. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái powder này. Nói chung là cái ingredient nó rất là tốt á, nên là mọi người có thể dùng với dưới dạng là skincare, là kiểu như những cái hôm nào mà các bạn sử dụng cái sản phẩm nào đó mà nó quá là dính nhưng mà nó rất là tốt á, này các bạn có thể sử dụng cái phấn này apply ở trên cái đó thì nó sẽ set cái lớp skincare đó vào mà không phải là makeup, mà nó không có gây tổn thương gì nha. Xong bước nền và skin care buổi sáng của mình. Và mình đã hoàn thành xong skin care routine buổi sáng của mình. Như thường lệ thì mình sẽ để tất cả link những cái sản phẩm mà mình mua. Đa số những cái sản phẩm mình xài ngày hôm nay mình đều mua ở Việt Nam hoặc là mình biết những cái website mà bán những cái sản phẩm ở Việt Nam, nên là mình sẽ để tất cả các link cho mọi người ở bên dưới để mọi người có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm hơn. Và hy vọng các bạn sẽ thích video này. Và nếu mà các bạn muốn coi cái skincare routine buổi tối hoặc là body whitening routine, cách làm trắng sáng da body, thì các bạn hãy để comment phía dưới để mình biết nha, hoặc là like cái video này cho mình để mình có thể biết là các bạn muốn coi content video như thế nào. Và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Bye bye, mình đi làm đây.